Cứ chiều thứ bảy, chị em nhà sàn lại tiến hành đi rửa, tẩy rửa, nó thật là đi rửa đá thạch anh, rửa những vật phẩm phong thủy bằng nước trắng bình thường, coi như đi tẩy rửa năng lượng của bác. Đây là rồng đá thạch anh này, chị em đang đi tẩy rửa dùng nước trắng bình thường để rửa đá thạch anh cho sạch sẽ, cũng như tẩy rửa năng lượng những vật phẩm phong thủy. Anh em ở sàn thì hàng tuần, còn các cô bác nếu bận thì có thể nửa tháng hay một tháng một lần để rửa những vật phẩm phong thủy, coi như là tẩy rửa năng lượng. Đá thanh có tính áp điện, có tính áp điện nghĩa là khi những dao động dạng sóng dạng cơ tác động vào đá thạch anh thì đá thạch sẽ thu lại và chuyển thành điện năng, và ngược lại nên đá thạch có năng lượng. Theo các chuyên gia phong thủy thì đá thạch có năng lượng, và đá thạch khi các bác để trong nhà hay giải dưới nền nhà, các sóng từ phát ra dưới lòng đất ảnh hưởng cơ thể con người đến đầu óc con người thì đá thạch sẽ được hấp thụ và chuyển thành điện năng. Những ngôi nhà mà để đá ở trong nhà là rất mát các cô bác, rất mát. Cục đá thì anh em thì tác ra nhiều vật phẩm khác nhau. Nếu có dịp mời các cô bác ghé thăm anh em là sàn Thái Nguyên, anh em ở sàn Thái Nguyên nằm ngay thành phố Gia Bình Dương, cách Sài Gòn 10 km, đến anh em sẽ có những món quà nhỏ nhỏ gửi tặng. Trời dạo này bắt đầu mưa trở lại, rất mát, hy vọng các gặp các cô bác ở tại nhà sàn. Anh em xin chào và hẹn gặp lại.